Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại thành phố Kon Tum. Đây là khu vực phường Nguyễn Trãi các bạn nhé. Con đường đất này sẽ chạy thẳng ra Nguyễn Văn Linh, một trong cái trục chính của cái phường Nguyễn Trãi. Đây các bạn nhìn xung quanh, đất đai hết sức bằng phẳng, màu mỡ các bạn ạ. Đây chạy thẳng vào thì chúng ta sẽ đi tới rất là nhiều những cái rẫy của người dân. Ở trong đây thì chỉ có một gọi là số ít hộ dân về đây sinh sống các bạn nhé. Số ít thôi. Đây mảnh đất của chúng ta đây này các bạn này. Bắt đầu từ cái làn ranh này. Đấy. Và bên chạy thẳng vào phía trong. Hiện trạng thì chúng ta đang có cái con đường đất ngoảnh mặt ra cái lô đất của chúng ta. Cái con đường đất 5m hả các bạn. Đây sâu vào phía trong là 90m các bạn nhé. Đấy tới tít cái hàng chuối phía sau kia kìa. Thì khu vực này thì đất phải nói các bạn là bằng như trải thảm. Bởi vì đây là đất đã bồi của cái dòng sông Đắc Bà La đã được hàng ngàn năm rồi các bạn. Phải nói là đất hết sức màu mỡ, bằng phẳng, đẹp đẽ các bạn nhé. Ở khu vực này thì các bạn gọi là kiếm một cái hạt sỏi cũng hết sức là khó khăn. Bởi vì đất phù sa, tích tụ lâu năm, lâu đời các bạn. Nó phù hợp với lại canh tác những cái loại cây trồng như là các cái loại cây rau màu, rồi các cái loại cây ăn trái, trừ cây sầu riêng nha các bạn nhé. Bởi vì cây sầu riêng thì nó không có ưa nước. Khu vực này thì nước rất nhiều. Đây, bên xung quanh đây thì các bạn chủ yếu là thấy đất nông nghiệp thôi các bạn nhé. 7 x 90, nở hậu là gần 10m các bạn. Đấy. Một lô đất nở hậu các bạn. Thì nở hậu thì nó sẽ tốt hơn là top hậu các bạn. Bởi vì theo quan niệm của người làm ăn kinh doanh mua bán đất thì người ta sẽ thích nở hậu hơn là so với là top hậu. Bởi vì nở hậu thì làm ăn về sau này ấy, thì nó sẽ càng ngày càng gọi là sinh ra nở ra gọi là tăng thêm. Đấy, còn top thì về hậu vận thì giống như kiểu là sẽ càng ngày càng eo vào, hẹp vào, thu vào ấy, tiền ít lại ấy, kiểu vậy. Đấy, nôm na như vậy anh chị em các bạn ạ. Đây các bạn đấy thì lô đất của chúng ta đây. Hiện trạng đường là đường đất rồi các bạn nhé. Và các bạn thấy thì cũng có các cái hộ dân cũng về đây sinh sống rồi này. Đấy 7 x 90 nở hậu gần 10m. Đấy, và chúng ta đã có trong sổ của gia chủ là 150m² là thổ cư rồi các bạn nhé. Đấy, ở đây các bạn có thể xây một cái căn nhà. Rồi sau đó là các bạn phần còn lại thì các bạn có thể làm cái vườn các bạn ạ. Đấy, vườn rồi chuồng hay là cái ao gì cũng được bởi vì đất rất là rộng. Cái khu vực này thì đất bằng như trải thảm luôn. Thì phường Nguyễn Trãi này, rồi phường rồi xã Đoàn Kết này, rồi xã Đắc Năng này thì nói các bạn là đất cực kỳ bằng. Và hai mà nó lại nằm ven theo cái sông nữa. Mà nó ven về phía nam này các bạn này, nó ven về phía nam ở về phía tây nam á thì là đất nó sẽ không có đồi núi. Thậm chí ngay cả là cái xã Vinh Quang ấy, xã Vinh Quang đối diện với lại các bạn đang nhìn phía trước mặt đấy, ngay cả xã đấy thì cũng đất đai cũng rất là bằng phẳng, bởi vì nó cũng là đất bồi của hai bên của cái dòng sông Đắc Bà La các bạn. Đây và chúng ta đang đi dọc theo cái lô đất của chúng ta. Đây các bạn thấy phía trước này thì bạt ngàn chuối các bạn nhé. Và bên tay trái màn hình các bạn là đã có hộ dân về đây ở rồi này. Đấy, hộ dân đã về đây ở. Đất đai đây thì cực kỳ là màu mỡ và đẹp đẽ các bạn. Và chúng ta sẽ có một cái con đường 30m sẽ chạy gần với lại lô đất của chúng ta các bạn nhé. Đấy về tương lai các bạn. Thì đây là lô đất dành cho tương lai các bạn nhé. Đây sau này thì khu vực này sau này sẽ được quy hoạch thành những cái khu đô thị hết sức là rộng lớn đấy các bạn. Gọi là những cái khu gọi là biệt thự các bạn nhé. Đấy thì việc chúng ta đất đai của chúng ta ở gần những cái khu đô thị lớn, ở gần những cái khu biệt thự thì nó sẽ gọi là tiềm năng và nó sẽ rất là tốt các bạn.
Đây các bạn này, đây là cây cầu kết nối giữa phường Nguyễn Trãi với lại phường Vinh Quang các bạn. Hiện nay thì là Vinh Quang là xã, tuy nhiên là trong năm nay thôi thì chắc chắn nó sẽ lên phường. Đấy, hiện nay rất nhiều anh chị cũng đang đổ về phường xã Vinh Quang, phường Vinh Quang để mua đất. Đấy, tương lai hết sức là gọi là có cái triển vọng các bạn. Đây là cây cầu các bạn này. Cây cầu nó sẽ chạy gần như là ngang qua gần với lại cái đất mà hôm nay tôi review các bạn. Đấy, hết sức là đẹp đẽ. Thì những cái cây cầu kết nối qua cái dòng sông Đắk Mà La nó sẽ là những cái điểm nhấn cực kỳ quan trọng đối với lại khu vực thành phố Kon Tum. Thì từ khi có những cây cầu kết nối này thì cái khoảng cách giữa hai bên bờ dòng sông Đắk Mà La nó được nối đã rất gần lại với nhau. Từ khu vực này chúng ta về với lại thành phố nội thị, thành phố Kon Tum thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm 4 km các bạn nhé. Khoảng 3,5 cho đến 4 km. Đấy, hết sức là gần. Đấy, cái bán kính phải nói các bạn là cực kỳ gần. Và khu vực này thì phường Nguyễn Trãi này thì dân cư chủ yếu là người dân tộc Kinh. Đấy, thì các bạn về đây sinh sống thì sẽ rất là hợp lý. Đấy, không lo lắng gì vấn đề nó không có hòa nhập với lại cái cộng đồng của người dân tộc khác các bạn. Đây, cây cầu này thì sẽ là một trong cây cầu kết nối cực kỳ quan trọng. Sắp tới đây thì sẽ có một cái cây cầu nữa, nó sẽ nối qua cái dòng sông Đắk Mà La, nó nằm phía dưới con cầu này nữa. Đó là cái dòng, đó là cây cầu nó nối sang hai bờ của dòng sông Đắk Mà La khi có con đường tránh Tây các bạn. Đây, chúng ta sẽ hướng cái khu này là chúng ta sẽ hướng về này. Đây, cái này là chúng ta sẽ hướng thẳng xuống xã Đắk Năng rồi xã Đoàn Kết. Đất bằng lắm các bạn, bởi vì đây là nó là ven của bên cái dòng sông Đắk La. Đây là ven về phía nam nhé. Còn bên đối diện kia là sẽ là ven về phía bắc. Thì ven về phía nam đất nó sẽ bằng phẳng hơn, đất đai nó trù phú, nó phì nhiêu hơn. Còn phía bắc kia thì đất nó không có màu mỡ bằng. Đấy, tuy nhiên đất bên đấy thì nó sẽ cao hơn, thế đất bên đấy nó sẽ cao hơn so với lại thế đất bên đây. Thế đất bên đây nó sẽ trũng hơn các bạn nhé. Thì đây là cái cây cầu, nó sẽ có một con đường 30m chạy gần cái lô đất của chúng ta. Đấy, thì đây là một cái tuyến đường phải nói các bạn là kết nối hết sức quan trọng giữa phường Vinh Quang và phường Nguyễn Trãi các bạn ạ. Tuyến này theo như là quy hoạch ấy, thì nó sẽ chạy thẳng xuống phường Trần Hưng Đạo nữa. Đấy, tuy nhiên thì hiện nay thì tôi chỉ thấy là nó tới cái đường Nguyễn Văn Linh thôi, của phường Nguyễn Trãi này thôi. Đấy, nếu mà theo đúng quy hoạch thì sẽ chạy thẳng xuống phường Lê Lợi rồi phường Trần Hưng Đạo các bạn. Đấy, kết nối rất nhiều những cái tuyến dân cư. Đây là một trong những tuyến cũng rất quan trọng. Cây cầu thì đã được hình thành xong rồi các bạn. Thì bây giờ chỉ cần chờ việc đền bù giải tỏa được những cái hộ dân ở những cái đất ở khi đường nó đi qua thôi. Nữa là sẽ hình thành con đường thôi các bạn. Đấy, thì khi hình thành con đường ấy thì chính quyền địa phương ở nơi đây, chính quyền địa phương của thành phố, của tỉnh cũng muốn gọi là phát triển dân cư ở hai bên. Đấy, tuy nhiên hiện nay là vẫn cái khâu đền bù, khâu quy hoạch là vẫn chưa được như ý các bạn nhé. Bởi vì một số cái yếu tố này kia các kiểu các bạn. Đấy, thì hiện nay là anh gia chủ đang bán với cái giá là 1 tỷ mốt các bạn. 1 tỷ mốt cho cái lô đất này. 7 x 90 nở hậu khoảng 10m. Hết sức là dài rộng, 150m2 là thổ cư. Đấy, hiện trạng đường như là dân cư xung quanh thì đang khá là thưa thớt. Đấy, tương lai gọi là lâu dài các bạn nhé. Rồi chúng tôi cũng xin kết thúc cái review. Cảm ơn sự theo dõi của mọi người. Xin chào.